giờ để nghe nói sơ là cho các chị nghe cái tim chút xíu lên này, tại nói trong cái bài đó, cái bài tổng thể cái tim nó hơi bị ít. Thì cái nguyên tắc khảo sát tim á là nó gọi là step by step, gọi là step by step, chị đi từng bước, có nghĩa là tim chúng chị sẽ đi từ tầng tâm nhĩ. Thì trở tầng tâm nhĩ thì nhĩ trái nó có hai cái tính là phổ đôi vô, các chị phải coi tâm nhĩ nó có cái hai kích thước như thế nào. Rồi từ nhĩ đổ xuống thấp, có nghĩa chị phải đánh giá vành gì đó, vành ba hai lá, vành ba lá, chị đánh giá vùng thấp. Rồi từ thấp ra lại động mạch thì các chị phải đánh giá hai vùng thôi, có nghĩa để tim nó đừng có bị sót thì các chị phải đi step by step như vậy. Đó là nguyên tắc thứ nhất. Nguyên tắc thứ hai là các anh chị phải nhận diện cái cấu trúc dựa trên nhận diện, ví dụ đó là vùng thấp trái, có nghĩa là nó có gì, nó có cái trụ cơ, nó không có trụ cơ. Còn vùng thấp phải nó ngắn, nó có cái trụ cơ bên trong, cho nên đó là vùng thấp phải, chứ không phải cái nằm bên trái là thấp trái mà nằm bên phải là thấp phải. Hoặc ví dụ chị nói đây là động mạch chủ, không phải là vì nó từ vùng thấp trái đi ra nó động mạch chủ, mà nó đi cong, nó trên nó có chia ba mạch nó, cho nên nó động mạch chủ. Còn chị nói đây là động mạch phổi, vì từ đây nó vừa đi ra cái nó chia làm hai, thì đó là động mạch phổi, chứ không phải từ vùng thấp phải đi ra là động mạch phổi. Cho nên cái nguyên tắc coi tim là các anh chị phải step by step, và các chị nhận diện cấu trúc tim thấp trái, thấp phải, động mạch chủ, động mạch phổi, đó là dựa trên cái đặc điểm cấu trúc giải phẫu, không dựa trên vị trí. Cho nên mình nhớ cái đó là cái nguyên tắc, chứ không phải nó ô từ vùng thấp đây là động mạch chủ, từ thấp trái đi ra nó phải, nó mới bị là động mạch thì sao. Rồi nó bị tim nó bị quay qua bên phải, phía bên này là bên trái nhưng mà nó là tâm thấp phải cái này. Cho nên cái nguyên tắc tim là như vậy. Các chị luôn luôn khi coi cầm cái đầu dò lên coi cái thai thì nó là thai. Đầu tiên là các anh chị phải xác định cái ngôi cái thế của thai, để mình xác định đâu là bên trái của thai nhi, đâu là bên phải của thai nhi, thì cái đó mình phải xác định cái status của tim thai nó đúng. Đó, cho nên là cái đó mình nhắc mạnh với các anh chị để chị không có khảo sát bị gì, là gì khi mà cái thai mà nó có dạ dày một bên trái tim bên phải nó ngược nhau ha, hoặc là dạ dày bên phải tim bên trái nó ngược nhau, thì 80-90% nó sẽ có dị tật tim. Còn nó cùng một bên hết, dạ dày bên trái tim bên trái hết thì nó rất là ít. Cho nên cái đó là cái nguyên tắc các chị gọi ha. Thì ví dụ những cái mặt cắt nó trên ai sụt, nó chỉ có nằm thôi, nhưng mà các chị có thể đánh giá thêm hai cái mặt cắt này. Nhưng mà thật sự ai sụt á, nếu chị coi chi tiết thì chị có thể coi trên mặt cắt trục ngang ngắn và mặt cắt gập cùng là chủ. Tuy nhiên đối với ai sụt thì chỉ có những cái mặt cắt này thôi. Thì cái mặt cắt ngang bụng á, nó cũng được gọi là một mặt cắt đánh giá tim để các chị xác định cái vị thế của thai đó ha. Ví dụ như đây chị tưởng tượng em bé, đây là cái bụng người thai phụ, chị cầm cái đầu dò lên, chị xác định cái tư thế em bé. Cái này là đứa này, cái đầu nằm dưới, cuộc sống nó nằm bên này là bên gì của thai phụ, bên phải đúng không? Tưởng tượng em bé nằm đây là cái đầu bên xuống dưới hạ vị, cuộc sống bên phải, thì phía trên này là gì các anh chị? Bên trái. Cho nên các anh chị cắt ngang cái bụng thai nhi, các anh chị phải thấy ồ dạ dày nó nằm bên trái, chứ không phải nói bên trái là vì nó có dạ dày, những khi nó bị dạ dày nó qua phải. Cũng giống như vậy, bây giờ trường hợp nếu đảo ngược lại, cái cột sống nó nằm qua bên đây, em bé quay ngược qua bên đây, thì như vậy phía trên này của em bé nó sẽ là bên phải. Hoặc là ví dụ nó nằm ngồi mông, nó nằm đủ tư thế đó, cái đầu nó xoay lên trên này, thì cái đầu nằm xoay lên trên, cột sống nằm bên phải thai phụ, thì phía trên này nó sẽ là bên phải. Chị tưởng tượng giống như em bé nằm trong bụng mình là dễ nhất, tưởng tượng con cái em bé. Cho nên cái đầu tiên là cái mặt cắt ngang bụng, các anh chị phải cắt ngang bụng, không phải để coi dạ dày, coi tĩnh mạch cửa hay coi túi mật, mà mục đích từ dạ dày mình đi lên một cái là mình sẽ thấy bốn vùng tim. Thì trên mặt cắt này mình coi cái dạ dày, mình còn có cái động mạch chủ ha, động mạch chủ nó nằm bên trái cạnh cột sống, đó là situs solitis đó. Thì như vậy từ dạ dày đi nhích lên chút xíu là chị sẽ thấy bốn vùng tim, nghĩa là dạ dày bên trái trục tim 45 độ bên trái, có nghĩa nó cùng một bên. Cho nên nó này là situs solitis, có nghĩa là tim và dạ dày cùng một bên. Vì chị thấy nó sẽ ảnh hưởng đến cái dị tật tim, ví dụ người ta nói situs solitis chỉ khoảng 1% dị tật tim, dạ dày bên trái tim bên trái, nó bị đảo ngược phủ tạng, nó xoay ngược bên đìa bên phải hết, tim dạ dày cùng bên 2%.
còn bây giờ nếu dạ dày và tim nó ngược nhau, ví dụ như là tim qua bên phải, dạ dày vẫn nằm bên trái, 95% có dị tật tim, hoặc dạ dày vẫn nằm bên trái, tim vẫn nằm bên trái, dạ dày qua phải, gọi là situs lạc, thì cũng 75-80%. Cho nên các anh chị sẽ thấy rằng cái mà ngược nhau là các anh chị thấy đi từ bụng đi lên, thấy dạ dày quên tim ngược lại là nó phải coi kỹ, cái tim còn không chuyển lên tuyến trên ha, khả năng cái dị tật tim rất là cao. Còn đây là cái tim nó bị lệch qua phải, các anh chị tưởng tượng tim nó không xoay và thoát vị hoành ở dưới đây nó buốt, thì như vậy thoát vị hoành tăng sinh tuyến dạng nang, tràn dịch màng phổi và sản phổi ha. Còn bây giờ vô những cái mặt cắt tim nè, là mặt cắt bốn buồng, thì anh chị thấy rằng trên mặt cắt bốn buồng các anh chị xác định cái trục tim. Trục tim là trục đi qua vách liên thất và vách liên nhĩ, thì cái trục tim này nó sẽ tạo một cái góc quay qua bên trái 45 độ cộng trừ 22 độ ha, cộng trừ 23 độ gì đó, có nghĩa nó có cái sự chia dịch, nó có thể hơi xuống đây chút thành 70 mấy độ, hoặc nó đi nằm gần đường giữa hơn thì nó khoảng 3 mấy độ. Thì trên cái mặt cắt bốn buồng các anh chị phải xác định cái trục tim, tại cái trục tim mà nó lệch trái quá, ví dụ nó trên 75 độ thành 90 độ là nó cũng có dị tật tim, hoặc là tim nó bị ra giữa không độ nó cũng có dị tật tim. Trên mặt cắt bốn buồng các anh chị phải xác định trục tim. Trục tim là đường đi qua vách liên thất và vách liên nhĩ và tạo cái góc 40 độ và sẽ xịt từ 22 đến 75. Chị xác định kích thước tim thì chị sẽ đo chu vi tim trên chu vi lồng ngực, thì có nên cái thời điểm năm tháng thì nó giống như cái đồng xu 25 cent của bên Mỹ á, tức giống cái đồng xu 5.000 của mình á. Thì anh chị nhìn vô, chị có thể quen thì chị nhìn bằng mắt, còn không chị phải đo thì nó sẽ hiện ra. Mình chẩn đoán những cái tim lớn rõ thì nó dễ chẩn đoán, còn cái trung tim mà hơi lớn thì chị không đo thì sẽ bị sót đó ha, không nó mới cái giai đoạn đầu. Rồi mà các khảo sát bốn buồng thì coi bị kích thước rồi ha, trục rồi ha, nên giờ mình sẽ khảo tầng nhĩ tầng thất. Thì tầng nhĩ mình sẽ thấy hai tầng nhĩ đều nhau, qua đầu dục nó sẽ nằm ở trong tầng nhĩ trái, có vách liên nhĩ tiền phát. Tới tầng thất thì hai tầng thất đều nhau, cơ thất không phì đại, vách liên thất nguyên vẹn ha. Thì chị nhìn cấu trúc tim để mình nói nó là dạng là thất là cái cấu trúc gì. Ví dụ đây là dạng buồng thất phải, tại vì nó ngắn, nó có trục cơ. Chứ mà cái này nó nằm bên phải là buồng thất phải, mà cái này nó nằm bên trái là buồng thất trái. Cái thất trái lúc nào nó cũng gần như chiếm cái mỏ tim, nó nhỏ, nó dài, nó thua. Còn buồng thất phải nó ngắn vì nó có cái trụ cơ bên trong, quanh ba lá nó hơi thấp xuống, nó sẽ dính vô cái buồng thất phải này. Và hai lá đây nó đi nhĩ tiền phát đó, rồi mặt trụ xuống nó nằm đây. Cho nên đây là mặt các bốn buồng. Thì mình sẽ khảo sát quanh tim ha, quanh ba lá nó sẽ bám thấp về đó. Chị nhìn hai cái buồng cái tim này thì sẽ thấy đây là buồng thất phải, không cần biết này bên trái bên phải, nhưng mà đây là dạng buồng thất phải, nó ngắn, nó có trụ cơ, đây là dạng buồng thất trái. Quanh ba lá đây, quanh hai lá lỗ hồi dục tim phát, cái gì tim phát lỗ hồi dục ha. Đó, mình thấy có và đóng mở như thế nào trên cái hình động, rồi quanh ba lá thấp, quanh hai lá. Và các chị có thể thấy bình thường ở mặt các bốn buồng có một cái lớp dịch mỏng mà tim dưới 2 mm là bình thường nha. Nên chị có tràn dịch màng phổi là bất thường, nhưng mà màng tim 2-3 mm là có thể bình thường ha. Còn màng phổi mà có dịch mặc dù 2-3 mm vẫn là bất thường, màng tim 2-3 mm là bình thường ha. Rồi trên đó chị phổ đốt lơ ha, nó cùng màu đỏ hết hoặc cùng màu xanh. Nếu cái mỏ tim nó hướng sang đây thì là màu xanh, và cái mỏ tim nó hướng đây thì nó là màu đỏ nha. Rồi trên mặt các bốn buồng chị sẽ thấy là cái thông bình thấp, bình cơ, bình nhận, bình thoái ha. Và chị nhớ rằng các tỉnh ống thông liên thấp là trên mặt các ngang, mà các bốn buồng từ tỉnh các chị sẽ bị sai. Như có cái video clip là nguyên nói chị nhìn đây chị tưởng thông liên thấp mà do cái mặt vi phát. Rồi, một số hình ảnh, ví dụ đây là cái thiệu sản tim trái ha, chị cắt bốn buồng chị thấy cái thất trái gần như không thấy, phổ đốt rơi lên bên đây không thấy dòng đi xuống, chị thấy máu từ nhĩ phải xuống thất phải. Đó, đây là thiệu sản thất phải, nó rất là nhỏ, chị cắt ba mạch máu chị sẽ thấy nó phổ ngược dòng ha, nó có cái dòng máu đi từ cái động mạch chủ nó qua cái động mạch phổi, mà vì nó bị hẹp cái động mạch thất phải đây một cái động mạch phổi bị hẹp luôn ha.
và tâm thức độc nhất trên một các bốn nguồn anh chị cảm thấy cái bát hiện thấp cái nhiệt thấp toàn phòng đây là thời gian tắm tâm thu đây thời gian tâm trương nó đủ đầy anh chị sẽ thấy hình ảnh nó thông với bốn nguồn tiên còn đây mình sẽ thấy thông đây đây cái kinh nhiệt thấp bán phòng thì anh chị sẽ thấy hình ảnh không có bát nhiệt tiên phát ha hai ba ba lá hai lá ngang bằng nhau trên bốn buồng chị cũng sẽ thấy extend có nghĩa là cái nhĩ phải nó rất là nhỏ nhĩ hóa bụng thất vân vân ha thì chị sẽ học sâu vô trong mấy cái bài bụng lý nó là đơn bụng lý này thôi tại nó không có đây các anh chị một cái các anh chị cần chẩn đoán phân biệt đối với tràn dịch màng tim và tràn dịch màng phổi ví dụ chị nhìn cái này chị nói màng tim hay màng phổi màng tim hay màng phổi tôi để tên đây nè các anh chị thấy là tràn dịch màng ngoài tim đây cái phổi nè các anh chị để cái góc sườn ngoằn á đây một trường hợp tràn dịch màng tim rất nhiều nhưng mà để ý nha cái phổi nó hình như nó xẹp nhưng mà nó không lóc như này còn đây là một cái trường hợp tràn dịch màng phổi các anh chị thấy nè cái góc sườn ngoằn nè hoặc đây nó bị xẹp lại cái phổi nè đó cái phổi nè dịch nó bao quanh cái phổi nè nó bị ngay cái mỏm phổi nó bị dịch cho nên là tràn dịch màng tim phải dẫn để cẩn thận phân biệt với tràn dịch màng phổi nha tràn dịch màng phổi nó sẽ bao quanh cái phổi giống như cái góc sườn màng một cách buồn thoát ha thì từ động mạch chủ này đi ra thất trái đi ra mình sẽ xem cái sự liên tục của bát liên thất đại động mạch đó, mình phải xem cho được cái này gọi là liên tục bát liên thất đại động mạch rồi buồn thoát thất phải từ trên đây các chị đi xuống chị nghiêng ngửa nhẹ đầu giòn thôi thì các chị sẽ thấy đây là động mạch phổi bị nó chia đôi động mạch chủ kế bên ha thì cái sự các hai buồng thoát các chị sẽ phát hiện ví dụ như thoát bị đại động mạch đó, từ hai thất nó ra hai cái đại động mạch nó không có bắt chéo ha hoặc là thất phải hai buồng thoát đó, từ cái buồng thất phải mình thấy hai cái đại động mạch nó đi ra nó song song với nhau hoặc là thân chung động mạch đó, những cái video clip này cho chị coi là một cái động mạch chủ nó cưỡi ngựa hai bên thì nó thân chung động mạch rồi mà các ba mạch máu thì từ bốn buồng đi lên là các chị sẽ ra ba mạch máu thì chị sẽ thấy theo thứ tự phổi chủ tĩnh mạch chủ trên theo thứ tự phổi chủ tĩnh mạch chủ trên thì mình sẽ coi thứ nhất là số lượng đủ không xếp thẳng hàng cái điều này nó xếp thẳng hàng kích thước nó giảm dần phổi lớn nhất tới chủ và tĩnh mạch chủ trên thì khi đó mình thấy bất thường trên ba mạch máu ổn tại sao phổi bình thường nó lớn hơn chủ và nó nhỏ là có chuyện hẹp chủ hẹp phổi có hai mạch máu thôi thì nó là hoán bị đại động mạch tại sao bốn mạch máu thì là tồn tại tĩnh mạch chủ trên trái chẳng hạn vân vân thì mình sẽ phải nhìn cái bề mặt các ba mạch máu rất là hay nó có cho các chị rất là nhiều thông tin ha để chị phổ đúc lên màu lên thì nó sẽ cùng màu xanh hoặc cùng màu đỏ tùy theo cái hướng của cái tim nhưng mà nó sẽ cùng phổ thành màu và ví dụ đây là một cái trường hợp các chị thấy bất thường về số lượng ha nó chỉ có một cái động mạch chủ ở đây và này cái là cái tĩnh mạch chủ trên thì đây là một trường hợp hóa bị là động mạch thì sẽ thấy mình chồng lên nhau hoặc đây một trường hợp hẹp phổi bình thường động mạch phổi nó sẽ lớn hơn động mạch chủ thì nó bị nhỏ lại nó nhỏ hơn so với động mạch chủ còn cái mặt cắt trụ ngang ngắn á thật sự nó cũng là đánh giá buồn thoát thất phải luôn từ thất phải chị đi ra nó hình như là nó nói như hình như là cái điện thoại á ha thì từ đây chị đánh giá buồn thất phải đi ra ba động mạch phổi từ đây đi ra động mạch phổi đây các chị cũng đánh giá động mạch phổi phải phổi trái thật sự rồi cái động mạch chủ nằm ở giữa này thật sự thì nguyên cũng ít cắt cái mặt cắt này nó nguyên thấy cái buồn thoát thất phải với ba mạch máu là nguyên thấy cũng chẩn đoán mà con này chị đánh giá là cái động mạch phổi và phổi phải phổi trái là mạch chủ ha là từ dưới phải đi xuống thất phải và cuối cùng là cái mặt cắt dọc cung là mạch chủ thì các chị sẽ thấy đây là cung là mạch chủ nếu mà nó có ba cái mạch máu đi lên trên nếu chị không thấy ba cái mạch máu nhỏ thì các chị sẽ lộn với cái kế phóng động mạch nó cũng cái hình hơi cung cung vậy đó nhưng mà nó không có ba mạch máu thì muốn nói đó là mạch cung là mạch chủ thì chị chẳng nói cái đứt đoạn cung là mạch chủ hay eo là mạch chủ như vậy đó thì chị bắt buộc phải thấy có ba cái mạch máu nhỏ là cái gì đó động mạch dưới cánh tay đầu phải dưới đầu trái rồi mạch cánh chung trái hả cho nên mình cắt dọc giữa hai cái mạch cắt qua cung là mạch chủ và ống là mạch nó gần như nó xê dịch nó rất là gần nhau và cái dạng nó cũng cong cong cây gậy người nói cây gậy giống gôn người nói cái gì đó lại khá hơi gần như giống nhau
Cho nên cái để chắc chắn nó là cung bằng mặt chủ thì các anh chị phải thấy ba cái mạch máu trên đầu để mình chẩn đoán những cái bất thường cung bằng mặt chủ. Thì đó là mình cũng có sâu theo cho các anh chị mấy cái mặt khác của tiền, nhưng mà mình nghĩ là chắc là mấy anh chị bên đây sẽ được các bác sĩ chuyên tiên dạng kỹ rồi.